bắp sờ bắp sờ bắp sờ tính gà nướng hả? Rồi gì ta? Gà này chiên dữ à. Chiên mà chiên đậu bắp vài cây này nó đen xì. Ai ăn, ai ăn, ăn một viên, ăn một viên. Tiếng gà nướng, tiếng gà nướng đây. Ở nhà nè, giờ mà buổi tối gia đình mình ăn bò viên, ăn điểm tâm bò viên trứng gà ở nhà bắp xào. Trứng gà ăn mọi người. Trứng gà nướng nha mọi người, trứng gà nướng nóng hổi nha. Gọi riêng bắp xào, trứng gà nướng. Mọi người nha. Lâu cái về nhà mình bụi dưới bất sờ như vậy. Gần Tết mình ở nhà ăn tất nhiên nhỏ này cái nhà. Thương á. Mọi người miếng đậu bắp nha. Tự nhiên ăn bồi viên là hẹp con gà bự quá. Đây, khá chiên chiên cái nhà. Mà cái nhà mà cái nhà ăn trứng, ăn trứng nha mọi người. Làm cái đồ bắp cho cái nhà bắp nướng bắp xào xào nướng luôn. Ăn có ớt nè, ăn ớt mà không rồi cũng tốt nè. À, ăn chút mai nha. Nặng bên này nè. Giờ mình có tiếng nè. Đây bò viên nè. Mình ăn nhẹ, gia đình ăn nhẹ một bữa. Với bò viên bắp xào, cũng gần luôn. Cảm ơn người. Thank you.
á. Bye mọi người.